khái niệm sản xuất rau hữu cơ đã không còn xa lạ với người nông dân cả nước. Tuy nhiên, để canh tác hữu cơ không phải ai cũng làm được. Bởi quy trình sản xuất rau hữu cơ đòi hỏi rất nghiêm ngặt, người trồng phải vất vả chăm bón cho rau nhưng mẫu mã không đẹp nên chưa chắc giá bán sẽ cao hơn các loại rau sản xuất theo phương thức truyền thống. Các loại rau quả khác cũng tương tự như vậy. Trong bối cảnh người tiêu dùng và thị trường nhập khẩu của các nước đòi hỏi cao về cả chất lượng và mẫu mã, thì những nông dân và các nhà sản xuất lĩnh vực trồng trọt càng cần phải nỗ lực để đáp ứng các yêu cầu này. Đây là một góc của khu vực trồng rau hữu cơ. Cây trồng chủ yếu ở đây là rau cải, cà rốt. Diện tích trồng tại khu vực này là 1 hecta. Chủ trước của khu vườn này đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng hệ thống nhà màng để trồng rau sạch. Tuy nhiên, làm được một thời gian không mang lại hiệu quả nên bỏ. Bà Vinh đã thuê lại đất để trồng rau hữu cơ, chăm sóc rau cẩn thận và hoàn toàn bằng sức lao động. Nhưng mẫu mã của rau hữu cơ vẫn không so sánh được với các phương pháp khác. Nhưng bù lại, bà Vinh nhận thấy trồng rau hữu cơ lại ít sâu bệnh hơn. Thời điểm mở công ty ra để trồng rau thì lúc đó mình chưa biết cái hữu cơ là gì. Và mình đi học ở trên thành phố là tôi học là trồng rau an toàn. Và một đợt nữa là được nâng cấp lên, được học thêm là trên chi cục bảo vệ thực vật cho các cán bộ về dạy cho nông dân của công ty Vinh Hà của tôi là được học lên là chứng chỉ Việt Gáp. Vận dụng những kiến thức được học và thực tế, từ đó đến nay, bà Vinh cùng bà con nông dân đã canh tác mô hình Việt Gáp một cách bài bản và mở rộng thêm diện tích. Từ 8 mẫu ban đầu đến nay, tổng diện tích đã vào khoảng 13 hectare, giải quyết công ăn việc làm thường xuyên cho lao động tại địa phương với mức thu nhập bình quân từ 4,5 đến 6 triệu đồng một người mỗi tháng. Tuy nhiên, mong muốn làm rau hữu cơ vẫn là mối trăn trở của bà Vinh mỗi ngày. Cái rau hữu cơ này thì cơ duyên nó cũng chỉ đến đây cách đây mới có 3 năm. Lúc bây giờ là tôi đang mơ ước nhưng cũng chưa có ai là dạy mình và chứng nhận cho mình và mình cũng chưa biết là xin học ở đâu. Thì lúc bấy giờ có một tổ chức phi chính phủ của Mỹ và lúc bấy giờ tổ chức này người ta đã nhờ các thầy cô giáo ở trường đại học nông nghiệp về dạy cho chúng tôi một năm. Các cán bộ về ở hẳn ở dưới công ty và dạy cho một năm. Thì được cái PGS thực hiện theo cái sự là có sự tham gia của bên thứ ba và nó sẽ có ít nhất là 5 nhóm. Và họ sẽ thanh tra chéo lẫn nhau. Và mỗi một người mà khi thanh tra được các bạn của mình mà vi phạm thì sẽ được thưởng. Thế cho nên là các bạn cũng thi nhau làm và cũng có sự thanh tra trưởng là tôi là thanh tra của toàn công ty. Thì công ty có 5 nhóm, thì có 3 nhóm rau và 2 nhóm cây ăn trái. Một nhóm là trồng bưởi và một nhóm là trồng ổi. Hôm nay bà Vinh cùng các thành viên trong công ty tập trung vào tỉa cành cà chua, tạo độ thông thoáng cho cây, giúp cây tránh sâu bệnh, loại bỏ nhánh phụ, giúp thân cây khỏe, ra nhiều trái. Trong bộ tiêu chuẩn PGS tại Việt Nam có cấm sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Vì vậy, công tác làm cỏ mất khá nhiều thời gian và tốn công như thế này. Tôi cũng làm cách đây cỡ khoảng 10 năm rồi. Hữu cơ này là làm thì nó cũng không được tốt lắm đâu. Đấy, nó cũng bình thường như này thôi. Còn cái Việt Gáp ấy thì mình làm thì thông thường thì làm rất dễ làm. Hữu cơ thì khó làm. Chăm sóc cái hữu cơ này là phải là ngô này, rồi là đậu tương này, rồi cắm gạo này, thì ngâm tưới cho nó thì nó cũng chậm lên hơn. Vườn rau thì cỏ giả thế này thì chúng tôi làm hoàn toàn bằng tay tất, chứ không làm bằng phun thuốc diệt cỏ. Hiện nay thì trên địa bàn xã Hồng Thái chúng tôi thì diện tích rau sạch hữu cơ thì có hiện nay có công ty thực phẩm sạch an toàn Vinh Hà hiện đang triển khai thì là nó rơi vào khoảng 3 hecta. Còn đâu là công ty thì cũng có nhiều địa phương khác. Nhưng mà trên địa bàn xã thì có 3 hecta là cái rau sạch hữu cơ. Thì công ty triển khai thì chúng tôi cũng thường xuyên là cử cán bộ giám sát. Nhất là cán bộ kỹ thuật bảo vệ động vật của trạm bảo vệ động vật huyện phân công về
thường xuyên là nắm bắt trên cái diện tích là rau hữu cơ. Thì cái diện tích rau hữu cơ thì chúng tôi biết là trồng là hoàn toàn 100% là tự nhiên rồi, là từ khâu làm đất, khâu gieo hạt, rồi khâu xử lý cỏ, rồi từ khâu thu hoạch đến khâu đóng gói là hoàn toàn là không sử dụng cái chất bảo quản hóa học. Thì về hướng này thì cán bộ bảo vệ vật của trạm cũng thường xuyên là giám sát. Một yếu tố rất quan trọng và khó khi làm nông nghiệp hữu cơ đó là chất lượng đất và nguồn nước phải đảm bảo sạch, không bị ô nhiễm trong tiêu chuẩn sản xuất rau an toàn lại là một thuận lợi đối với những bà con ở nơi đây. Bởi cánh đồng họ đang canh tác đã làm theo tiêu chuẩn Việt Gáp hơn 10 năm nên khi làm xét nghiệm đất hoàn toàn đảm bảo đủ điều kiện trồng rau hữu cơ. Đây là điều kiện quan trọng để bà con nông dân nơi đây tiếp tục phát triển, sản xuất theo hướng an toàn, đáp ứng yêu cầu của thị trường một cách ổn định. Khu vực trồng rau quả công nghệ cao tại thị trấn Nông Cống, Thanh Hóa. Ở đây, toàn bộ diện tích rau và các loại dưa được trồng trong nhà kính có diện tích khoảng 1.000 m2. Tuy diện tích không quá lớn, nhưng với công nghệ thủy canh, công nghệ tưới nhỏ giọt có kiểm soát phân bón hữu cơ. Do đó, sản phẩm luôn được duy trì đảm bảo chất lượng, đủ số lượng ổn định cho các nhà bao tiêu. Chị Quyên đã làm việc ở trang trại này hơn 2 năm nay. Và giờ, chị đã quen với những công việc sản xuất theo quy trình sản xuất an toàn, có kiểm soát chặt chẽ các yếu tố đầu vào cho cây trồng. Một điều chị chưa từng làm quen những năm trước đây. Quá trình làm cái này cũng không khó lắm. Mình học khối rồi dần từ từ mình biết rồi. Đầu tiên là trộn giá thể, sau rồi đóng bầu. Rồi sau là cây nó lên tầm này thì mình trồng vào. Rồi mình chăm sóc, máy tự tưới tự động. Nên mà mình chỉ có nhiều kiểm tra bầu mà bị tắc này thì mình mở ra mình thau đi, tự hắn tưới thôi. Chứ mình không phải tưới. Chỉ có lúc nào là mình tưới kích rẻ thì mình phải tưới bộ. Còn không bình thường thì máy tự tưới. Hôm qua cũng có kỹ thuật người ta ở ngoài công ty, người ta về người ta hướng dẫn cho chị nó, rồi sau rồi chị lại hướng dẫn lại, rồi cũng có hôm trực tiếp người ta đến người ta hướng dẫn cho chúng tôi, rồi chúng tôi tự làm. Ở khu canh tác rau xanh, trang trại này đã đầu tư các trang thiết bị trồng rau thủy canh. Các loại rau được trồng gối đầu, tức là cứ 4 luống lại trồng cách nhau khoảng 1 tuần. Để sau khi rau đến chu kỳ khai thác thì đều đặn có thể được khai thác ngay và giao cho các đầu mối tiêu thụ. Điều này vừa giúp trang trại có rau xanh bán liên tục, thường xuyên, mà các bạn hàng cũng có đủ nguồn rau cung cấp cho thị trường, đặc biệt là các khu cụm công nghiệp hoặc các trường học. Thì trong này là trồng có theo hai hình thức, một là thủy canh, hai là tưới nhỏ giọt. Bên thủy canh thì chủ yếu các loại rau, cải canh, cải chip, cải ngọt, cải bó xôi và rau diếp. Còn bên 50% là trồng dưa Aiko, tức là dưa liêu Aiko, dưa chuột Aiko, và như vậy là dưa lưới. Hiện nay với góc độ là 1.000 m2 này, mà luân quanh như vậy là đối với dưa lưới là 3 vụ, đối với dưa chuột là 4 vụ, mà đối với rau là 10 lứa trên năm. Hiện nay, hợp tác xã sử dụng nhà màng, nhà lưới hiện đại trồng các loại rau thủy canh theo công nghệ cao như cải bó xôi, cải canh, cải ngọt, xà lách, dưa chuột Aiko, dưa lưới Nhật Bản. Phần diện tích còn lại, hợp tác xã tận dụng trồng thêm các loại cây ăn quả, chăn nuôi gia cầm, nuôi cá. Năm 2020, sản phẩm dưa lưới Aiko của hợp tác xã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Ngoài ra, hợp tác xã còn liên kết các hộ trong vùng triển khai trồng tại gia đình, sau đó hợp tác xã thu gom, liên kết với doanh nghiệp để bao tiêu đầu ra sản phẩm. Để đáp ứng yêu cầu sản xuất theo hướng hiện đại, hợp tác xã thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ, kỹ thuật, nắm vững quy trình sản xuất an toàn, các quy tắc trong sử dụng trang thiết bị, máy móc mới như máy phun xương, vận hành lưới điện, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Máy tự tưới tự động nên mà mình chỉ có nhiều kiểm tra bầu mà bị tắc này thì mình mở ra mình thau đi tự hắn tưới thôi, chứ mình không phải tưới. Cũng thành thạo rồi, nói chung là mình sáng mai là 5 giờ sáng là mình vào
thu khai đến 9 giờ sáng. Thì những cái hoa đực nào mà nó to, khỏe thì mình lấy mình thu. Thì cái tỷ lệ đậu nó sẽ cao hơn. Thì trước đây thì chúng tôi đã làm là theo hình thức là mua giá thể bằng dừa, sơ dừa. Nhưng mà sau khi nghiên cứu lại, sơ dừa vận chuyển rất xa, giá cả lắm. Thì bây giờ là thay sơ dừa bằng cát. Bằng cát, đáy sạch, trộn phân trùn quế, trộn như vậy là trấu, trấu gạo, trấu lúa, đốt vào. Đó là thêm một phần như vậy là cái chê chô để xử lý nữa. Là mọi từ gốc cho đến thân là rất là đẹp. Mà cái cây dưa phát triển được là chủ yếu là bộ rễ. Dinh dưỡng thì nó cũng chỉ ăn theo cái chu kỳ. Đúng thế mà dưa này là thời gian từ bắt đầu xuống giống cho đến khi thu hoạch là 75 ngày. Theo ông Tâm, mô hình nông nghiệp công nghệ cao không quá khó. Muốn sản xuất được, cần phải tuân thủ theo quy trình sản xuất, từ giống cây trồng, phân bón đến cách chăm sóc. Đều phải tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật, đảm bảo sản phẩm thu hoạch phải sạch, an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Sau thời gian ngắn đi vào hoạt động, mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Các sản phẩm của hợp tác xã có mặt ở nhiều nhà hàng, siêu thị, trường học trong và ngoài huyện, được người tiêu dùng đón nhận. Không những vậy, còn tạo việc làm, thu nhập cho 5 lao động địa phương với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Tuy quy mô trang trại không quá lớn, nhưng cách làm của trang trại là canh tác tuần hoàn theo mô hình trang trại trồng rau khép kín, có hệ thống ao chuồng riêng biệt, đã tạo nên vùng sản xuất an toàn và tạo thu nhập ổn định cho hợp tác xã. Chưa tiếp cận được thị trường lớn, nhưng mà mình vì chưa tiếp cận được thị trường lớn, nhưng mình lại biết được là làm cái gì nó phù hợp với thị trường nhỏ. Mà đối tượng ở đây là chủ yếu các nhà trường, rau là nhà trường, bí nhà trường, dưa là ở các cái siêu thị đó, gửi lên siêu thị. Như vậy là cái tiêu thụ thì nó cũng quá chậm, nhưng không thừa. Do 50 triệu một lứa, 3 năm 15, 100, 1 năm có 500 mét vuông, 500 triệu, trừ đi 7% chi phí, mất 300 triệu, còn lại 200 triệu. Với sự nỗ lực của các thành viên hợp tác xã và các nông dân tham gia canh tác an toàn, theo hướng hữu cơ, trang trại Trung Thủy ở thị trấn Nông Cống đã có những sản phẩm tiêu biểu có tính ổn định. Một số sản phẩm đã được công nhận đạt OCOP 3 sao. Điều này phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp của địa phương. Hôm nay thì huyện đã được 10 sản phẩm được tỉnh công nhận là đạt cái OCOP từ 3 sao trở lên. Trong đấy có 4 sản phẩm là đạt 4 sao, 6 sản phẩm đạt 3 sao. Và để tiếp tục ý, thì được cái vấn đề này thì huyện đang tập trung chỉ đạo hết năm 2025 là phải tối thiểu là mỗi xã có một sản phẩm đạt OCOP. Và hiện nay thì có những xã đạt đến 3 sản phẩm rồi, tối thiểu một sản phẩm. Và huyện là ban hành cái cơ chế hỗ trợ ngoài của tỉnh ra, của trung ương ra. Nếu mà đạt OCOP thì huyện hỗ trợ cho 100 triệu đồng trên một sản phẩm. Hiện ngoài sản xuất các loại cây ăn quả, rau màu thì các huyện của tỉnh Thanh Hóa cũng đang tập trung sản xuất nông nghiệp nói chung trên quy mô lớn. Trong đó nổi bật là sản xuất thủy sản, lúa đặc sản, các loại dưa, ớt, ngô ngọt, mía và nhiều sản phẩm đặc sản khác. Hầu hết các mô hình đã có liên kết từ vật tư đầu vào, sản xuất an toàn gắn với tiêu thụ. Và với một số chính sách trong việc khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp an toàn và tập trung, thì đây là tiền đề để sản xuất nông nghiệp ở Thanh Hóa phát triển bền vững trong tương lai. Sinh ra và lớn lên tại thôn Liên Triều, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Sau nhiều năm bôn ba, lăn lộn với nhiều nghề khác nhau, tình cờ trong một lần đi làm thiện nguyện, anh Cường được bạn chia sẻ về nông nghiệp hữu cơ. Những ý tưởng đã nhen nhóm hình thành trong đầu anh. Nông nghiệp sạch bây giờ đang là xu thế và thị hiếu chung. Không những của toàn cầu mà Việt Nam chúng ta cũng đang rất là đề cao chú trọng tới nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Cho nên tôi thấy khá là ổn nếu như mình dám đi đầu, dám tiên phong ở địa phương của mình. Bởi vì xung quanh khu vực tôi sinh sống là chưa có bất kỳ một mô hình nào áp dụng như thế này cả. Và cái thứ hai nữa là trong đầu tôi đã mường tượng được ra cái
cái viễn cảnh là mình sẽ canh tác như thế nào. Bởi vì nếu như bây giờ mình trồng rau không hóa chất thì phải làm thế nào để có thể thu hút được mọi người. Thì tôi nghĩ là mình sẽ biến nó thành một cái công viên để cho mọi người có thể tham quan và trải nghiệm được tất cả những cái loại rau mà ở chỗ khác không có. Đấy là cái lý tưởng của tôi. Việc khó đầu tiên với chàng trai trẻ chưa có kiến thức về nông nghiệp đó là chọn đất phù hợp để canh tác. Sau khi đi rất nhiều nơi để tìm kiếm và nhờ sự giúp đỡ của bạn bè giới thiệu, cuối cùng anh chọn được cho mình địa điểm đặt yêu cầu. Đối với canh tác rau hữu cơ, thời gian trồng các loại cây thường gấp đôi so với cách trồng truyền thống. Do không sử dụng hóa chất, ban đầu cây trồng ra mẫu mã rất xấu, không có ai mua do không đạt thị hiếu của người tiêu dùng. Anh đã rất tiếc nuối khi phải bỏ đi 2,5 tấn rau làm phân. Khoảng thời gian đầu khi mà trồng những cái loại rau mà thông dụng thì gần như là hợp tác xã không bán được. Lý do rất đơn giản thôi, bởi vì mẫu mã nó rất là xấu. Hơn nữa thì đối với việc không sử dụng lân đạm thuốc trừ sâu bảo vệ thực vật thì sâu ăn rất là nhiều. Và đặc biệt là bây giờ cái thị hiếu tiêu dùng của khách hàng người ta lại hướng tới mẫu mã là chính. Cho nên về cái khâu mẫu mã hợp tác xã chúng tôi không đạt được cái tầm nhìn của họ, cho nên là họ sẽ không mua cái sản phẩm rau của chúng tôi và đã phải bỏ đi rất là nhiều để làm phân. Cháu nó mua thì nó mua cái giống rất là đắt, chứ không phải là mua giống bình thường như mình mua. Mà đến lúc mà trồng ra sản phẩm như kia mà không tiêu thụ được hay là cái rau phải nhổ đi thế kia thì cảm thấy rất xót xa. Chính tay tôi dỗ lên, tôi xót xa thay cho cháu. Ngày lứa rau đầu tiên, anh đã gặp thất bại. Hơn 60 triệu đồng tiền vốn sống mất đi, cùng bao công sức của những người nông dân giúp anh hiểu rằng làm nông nghiệp hữu cơ không hề đơn giản. Nhưng cũng nhờ thất bại đó, anh nhận ra nếu trồng theo những giống phổ thông thì sẽ không có sức cạnh tranh với bên ngoài. Anh đã chọn cho mình một hướng đi riêng. Tôi mới nhận ra một điều là nếu như mình canh tác những cái giống rau phổ thông thì không thể cạnh tranh được với thị trường bên ngoài. Nên tôi mới hướng tới các sản phẩm mang tính độc lạ. Gần như là những giống rau của tôi hiện tại canh tác thì là lựa chọn những sản phẩm rau nhập ngoại là chính, mang lại cái giá trị kinh tế cao và đặc biệt nữa là mang lại sức khỏe cho người tiêu dùng. Tại hợp tác xã, tất cả các loại rau đều được trồng theo nguyên tắc 5-0 trong canh tác hữu cơ. Không sử dụng thuốc diệt cỏ, không phân bón hóa học, không thuốc bảo vệ thực vật hóa học, không thuốc kích thích tăng trưởng, không giống biến đổi và bảo vệ thiên địch, không nhà kính, nhà lưới. Nhờ cách làm này mà đất đai cũng được tơi xốp hơn, hạn chế được nhiều sâu bệnh, cải thiện môi trường. Điều quan trọng chính là những bà con nông dân tại hợp tác xã cũng tự mình thay đổi lối canh tác truyền thống, hiểu được giá trị của canh tác hữu cơ. Mình ra đây mình làm như này là mình cũng học hỏi cháu được ít nhiều được kinh nghiệm về nhà mình trồng rau, mình đảm bảo cái sức khỏe trong gia đình nhà mình. Mà mình kể cả mình mang mình bán ra ngoài mình cũng phải chăm cái rau mình. Ví dụ như là có bón phân hay bón ấy gì thì cũng phải cái thời gian cách ly rất là dài mà mình cảm thấy mình ăn được mình mới ra mang ra thị trường. Canh tác hữu cơ, canh tác an toàn, đó là yêu cầu bắt buộc để các loại nông sản, rau quả của Việt Nam có thể vừa đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong nước từ những trang trại nhỏ tới những vùng trồng lớn. Người sản xuất và doanh nghiệp đều đã và đang tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật ấy. Điều này sẽ là rất cần thiết khi tiến tới sản xuất quy mô lớn, cần cấp mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Đặc biệt với thị trường xuất khẩu rau quả lớn của Việt Nam như châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc hay Trung Quốc. Tức là hiện nay thì với cái xu thế là nó lại quay trở lại, tức là một doanh nghiệp có thể hợp tác với nhiều hộ dân hoặc là với hợp tác xã. Và cái việc là cái chủ sở hữu của cái mã số đó thì có thể do là cái người có thẩm quyền của hợp tác xã đứng ra là ký kết hợp tác với doanh nghiệp, và nhiều hộ dân thì có thể cử ra một đại diện để ký với doanh nghiệp để thực hiện. Thì doanh nghiệp có trách nhiệm hỗ trợ đầu tư và thu mua cho người dân, và chúng tôi cũng đã chỉ đạo tất cả các cái cơ quan chuyên môn, và khi mà doanh nghiệp đến và có muốn đầu tư, có muốn hợp tác với dân thì làm theo cái phương thức như vậy. Thì như vậy chúng ta mới quản lý được, mới xác định rõ chủ hộ, và cái cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan kiểm dịch chúng ta mới có thể kiểm soát.
Ở các vùng trồng rau quả trên cả nước, hiện nhiều địa phương đang nỗ lực thực hiện các giải pháp canh tác an toàn, các cán bộ kỹ thuật thường xuyên có mặt tại các vùng sản xuất để hướng dẫn, tập huấn cho nông dân sản xuất an toàn, sản xuất sạch theo hướng hữu cơ. Nhờ vậy, nguồn cung rau quả cho người tiêu dùng trong nước và cả thị trường xuất khẩu được ổn định. Vừa đảm bảo sản xuất, mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân, cộng đồng doanh nghiệp, bà con đảm bảo sản xuất nông nghiệp bền vững, gia tăng giá trị ngành hàng rau quả một cách bền vững trong thời gian tới.